Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hương, Hogita chúng tôi có điều kiện trở lại triển lãm sinh vật cảnh, cây cảnh nghệ thuật ở Hải Dương. Hôm nay là ngày trả cây rồi, chiều ngày 12. Thì anh em cũng đã trả cây khá nhiều, lấy từ sáng. Thì tôi đang đứng trước ba cây của anh Phạm Văn Huế. Số điện thoại là 0869132666. Facebook của anh là Bonsai Văn Huế, viết không dấu. Thì tôi đang đứng trước ba tác phẩm của anh. Đây, tác phẩm này có tên là Song Tử Phụ Mẫu. Anh Huế là vườn anh ở Hải Hậu, Nam Định. Một là tác phẩm trực có tử, có hai tử, song tử, anh đặt tên là song tử phụ mẫu. Một tác phẩm rất ý nghĩa và giá trị nhân văn cao. Cái cây này của anh ấy là cây thế đấy nha các bạn nhé, một cái thế cổ đấy. Thì đây là hai cái tử. Hôm nay nắng mưa thất thường quá, con tử này có quả tay điệu ghê. Cái mặt tôi đang quay cho các bạn, đây là mặt sau của cây. Hai con tử nó ăn ở mặt sau. Ở đây, cây phụ này, cây cha này. Cây cha là một cây trực. Thế nhưng mà cây anh Huế anh làm có một cái điểm rất hay là có những cái điểm xử lý cành rơi cực hay. Đây. Như ví dụ như cái tay một con tử. Đấy. Hay là ở cái cây chính, cây cha này đấy, cũng có xử lý cái tay rơi rất hay, rất hay cái này, điểm độc đáo đấy. Đấy, đây là tác phẩm Song Tử Phụ Mẫu nha. Tiếp sang tác phẩm thứ hai của anh. Đây, tác phẩm này. Đây, Song Tử Phụ Mẫu. Tác phẩm thứ hai là ở giữa, một cây hoàn thiện anh ấy trồng trong bể cổ, bể đá, có tên là Chung Một Cội Nguồn. Đây mặt trước này, bể đá cổ, bể trôn. Vườn anh Huế thì ở chỗ Yên Định, thị trấn Yên Định, vườn rộng hơn 1000 mét. Và anh Nguyễn Vân, anh cũng có cây làm cùng vườn với anh Huế. Đây, cái mặt này, mặt sau của cây các bạn. Cây hoàn thiện, mịn. Đây, chân bệ đây. Bạn nhìn thấy không? Đấy này, nhiều cây lắm, không cây nào về không? Ở dưới này nhiều cây lắm, không cây nào về không? Đây, phần này, phần bông tàn này. Đây là cái phần thân nhìn từ mặt trước đây. Quả điểm chuyển này mới quái. Đấy, các bạn nhìn rõ cái điểm này không? Đây, tôi quay lại. Nhìn không rõ đúng không?
đáng ra là cái chi này anh phải bỏ đi này. Chó lộ hẳn cái đường chạy này. Tuy nhiên là chi nó chọc trẻ khó nhìn. Đó, đây là tác phẩm Chung Một Cội Nguồn nha. Tiếp tác phẩm thứ ba của anh Huế. Đây là tác phẩm có tên là Long Phượng Tương Phùng. Đây. Long Phượng Tương Phùng. Tác phẩm này thì tôi nghĩ chiều cao từ mặt chậu lên đến phủ bì quả phúc chắc tầm khoảng 8-90 phân thôi, không quá cao. Dòng chung. Dòng chung. Cái hai cái chậu đó kiểu trước rồi. Mặt này mặt sau của cây các bạn. Một cái đặc điểm của cây của anh Huế là tôi thấy là cây nào anh cũng có những cái điểm xử lý rất đặc biệt, quái hoặc là điệu. Ví dụ cây dáng trực thì anh ấy xử lý những cái vùng xử lý khá mềm mại ở vùng tay hoặc vùng chi. Thế còn là cây ở giữa, cây Chung Một Cội Nguồn ấy, thì anh ấy lại xử lý ở các cái điểm giật đồn ngột bất ngờ. Nói chung đấy là một cái điểm nhấn của phong cách làm cây của cho anh Huế. Đây cái vùng này như là cái vùng như đầu dòng, đem ra là anh mới đặt tên cái tác phẩm này là Long Phượng Tương Phùng. Cái tác phẩm này của anh ấy thì các bạn sẽ nhìn hình ảnh như là một con rồng con phượng quấn quýt với nhau. Rất ý nghĩa. Cái bộ đôn chậu này của anh ấy là bộ đôn chậu cổ làm vôi mật, làm bằng vôi mật của cụ ngày xưa các bạn nhìn. Đặt hoa văn là tuy là gọi là đắp dạng điểm thôi nha, thế nhưng mà cũng rất nghệ thuật. Các bạn nhìn rất nghệ thuật nha, không cầu kỳ quá, không nảy lên nhiều quá, thế nhưng mà nhìn rất có chiều sâu. Đây là cái quái, à quên, cái quý của những cái đồ mà các cụ làm từ ngày xưa đến bây giờ, nhìn nghệ thuật. Bây giờ nhiều khi là hoa văn nổi hẳn lên nhưng mà nhìn nó không có chiều sâu, cảm giác nó cũng đơn điệu sao. Thế nhưng mà đây các bạn nhìn này, hoa văn này có phải là đắp nổi đầu, chỉ hơi nổi lên có khoảng 5-6 ly thôi. Thế nhưng mà các bạn nhìn đấy, rất có chiều sâu nha. Và các bạn hình dung ra ngay cảnh đúng không? Rất 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 hay. Nói chung là tác phẩm này là ý nghĩa, rất giá trị. Một thế cây cổ. Nam Định thì là quê hương của Long, của cây Long. Thế nhưng mà cái tác phẩm Long Phượng này của anh Huế thì lại có một cái điểm nhấn rất lạ, khác biệt hoàn toàn với những cây Long phổ biến ở dưới Nam Định. Đó là các cái tác phẩm của chú anh Huế, Phạm Văn Huế. Ở dưới Hải Hậu, Nam Định thì nếu các bạn quan tâm tới các tác phẩm này thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với anh Huế nhé. Số điện thoại tôi để ở đầu clip đấy. Ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review về kiến trúc nhà Việt, đó là kênh Nhà Việt TV. Thì ở kênh đó chúng tôi chuyên review các công trình kiến trúc nổi tiếng, nghệ thuật của Việt Nam có tuổi đời cả trăm năm, vài trăm năm và cả ngàn năm.
thì nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để follow, subscribe kênh và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.